Rồi, ở dưới nước này nó có cái hang này. Có cái hang ở dưới đây mọi người. Người thấy có cái giận giận dữ không? Ui, nó ngóc cái đầu lên không mọi người thấy chưa? Ui, nó mới ngóc cái đầu lên đó. Ui, nó ngóc cái đầu lên thiệt to nha. Thở lên á. Nè, nó lên nè, nó lên nè. Trời ơi, cái đầu nó to lắm mọi người. Ủa, con này nó không ăn nữa. Nè. Trời, nó ngóc cái đầu lên thì to mà nó không ăn nè. Ủa, con này ai nha? Thì mọi người thấy nó ngóc cái đầu chưa? Ừ. Rồi vậy mà nó không ăn mồi nè. Nó nào xuống ra chưa? Trời, nó ngóc cái đầu thiệt to mà nó không ăn. Lạ ta. Ủa, cái con này hay nha. Nè, nó lên lại nè. Nó ủng cái nước nó lên nha. Nó ủng xình nó lên nha chưa. Mà sao lạ ta, nó không ăn tàu mồi ta. Ui, con này chơi nó không được rồi. Sao là nó không ăn? Cái con này nó không ăn mồi. Lạ nha. Đây, cho cái lưỡi trống ra mình giật luôn đi. Không ăn à. Ui, nó xuống, xuống lại rồi. Ui, cái con này lạ. Nó không ăn mồi đó mọi người. Con này chắc no này sao mà mình phải nó lên một tí nữa cho nó sợ nó không. Ui, được 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 được. Nó không luôn được vô đó có miệng đó. Không luôn được vô đó có miệng. Lương gì mà lá cây với trời. Lương gì mà không ăn mồi.
để ngay cái miệng nó luôn mà nó không thèm ăn hết chứ. Ngay cái miệng nó luôn mà nó không ăn là không ăn. Vĩnh thì nó lên. Đây mọi người thấy nó ngóc bắt đầu lên không? Con này to lắm. Xuống lại rồi. Lỡ ngang. Con này mình phỉnh lên mình giật thôi chứ còn câu là sao nó không ăn là không ăn. Thua luôn. Xém xém nó giật được rồi. Xém được rồi mà nó nhả ra mất. Để mình tụ qua con màu cho nó xuống sau luôn. Ui con lạ câu không ăn ta. Tụi nó trống nó mất luôn rồi. Trống luôn là 10 à. Lên lên lên. Lên lại nè. Con phỉnh thì nó lên mà nó không ăn là nó không ăn. Rồi dính luôn nè mùi. Đây, mọi người thấy chưa? Trời, nó vui. Đây, vẫn mà câu câu không ăn là không ăn hết chưa? Nè, mình luồn vô trong được cái ức của nó, mình giật cái lưng thôi. Nè. Mọi người thấy nó cười không? Trời, con lươn nó vàng mà nó to nghe. Dễ mà mình câu là nó không ăn là không ăn. Con này hay nghe. Không ăn là mình chơi cái tuyệt chiêu cuối cùng luôn. Đã chưa? Mọi người thấy đã chưa? Nè. Móc qua vô trong cái ức nè. Nè, móc qua vô trong cái ức rồi mình giật cái lây này dính ta. Rồi, ngon lành. Hôm nay tuyệt chiêu cuối cùng nha, vui nha mọi người nha. Câu lươn mày cái kiểu này là vui đấy. Đã là gì đâu luôn. Hey, con này được á, con này gần 2 lạng mọi người. Con này gần 2 lạng. Thấy chưa? Câu lươn kiểu này thôi chứ chi gì đâu nữa, không có sải đường nào luôn, vào là dứt vô là dính luôn. Mà cái lưỡi của mình là cái lưỡi con ngạnh nha. Nè. Mọi người thấy nó mát ở dưới ớt á chưa? Cái lưỡi mình là lưỡi con ngạnh, đây là dứt vô là cứng ngắc luôn. Trời ơi, cười đau cả ruột luôn mọi người à. Rồi vào nha. Nếu mọi người mà thấy cái cách câu mà của mình như vậy mà hay thì nhớ ủng hộ mình nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha mọi người nha. Cách câu tuyệt vời luôn. Rồi trời ơi, dính cứng ngắc luôn, không ra hết chưa. Đúng là cái lưỡi con ngạnh, lưỡi con ngạnh là vô cùng luôn. Đây, dính cứng ngắc luôn nè. Dính cứng ngắc luôn mọi người. Đây, dính cứng đúng không? Lưỡi con ngạnh là xác suất dính của nó là rất là cao luôn. Con này vàng ngon lành. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Nếu mọi người mà thấy cái cách câu lươn này hiệu quả nha thì nhớ ủng hộ nha, cho mình một đăng ký like, một đăng ký ủng hộ nha mọi người nha. Rồi hôm nay tới đây thôi nha mọi người nha.
chung là chinh phục con lươn khó tính lại nha. Vui.